Hôm nay ngày 14 tháng 11 thì tôi có dịp đến ngôi chùa. Đây là chùa Châu Thới, chùa có cái tên khác đó là Châu Thái Sơn Tự. Ngôi chùa Châu Thới thì nó tọa lạc trên một cái đỉnh núi cao tại phường Bình An, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Thì đây là một cái vùng mà trước đây đấy là cái những cái núi đá rất là nhiều, và ở đây có những cái xí nghiệp người ta khai thác đá. Mà đến nay thì cái chùa xung quanh cái chùa đấy thì người ta khai thác đá rất là nhiều rồi, thành ra là cái đỉnh núi nó trở nên là nằm treo leo, nên khi mà khách thập phương đến đây mà nhìn lên ấy thì nhìn cái cảnh quan của ngôi chùa thì nó rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Thì ngôi chùa này được xây dựng trên một cái khu đất cũng khá là lớn. Chùa xây dựng theo cái sách sổ ghi lại đấy thì được xây dựng vào khoảng vào năm 1612. Thì đây được coi là một ngôi chùa cổ tự của miền Đông Nam Bộ. Thì đi đến chùa đấy thì có hai con đường. Một con đường á thì đi lên chùa bằng cái đường đi xe máy hoặc là xe hơi như thế này, thì theo vòng lên trên núi. Và còn có một cái đường khác nữa, đó là cái đường mà đi bộ. Thì cái đường đi bộ ấy thì nó có theo cái bậc cấp, có đến 209 cái bậc thang. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây thì cái phần đường bên kia đấy, cái đường mà đi bộ lên ấy thì người ta đóng cửa lại rồi, nên phải đi xe máy lên. Ra thì đi đi theo bậc cấp ấy thì nó cũng có cái thú vị riêng của cái leo leo bậc cấp, bởi vì vừa có thể là vừa quan sát được cái độ cao dần, cũng như là thử thách được cái sức bền của mình ha, ý chí của mọi người. Khi đến đây khách thập phương thì hôm nay ngày 14 nên là khách cũng không có đông lắm, chứ nếu mà đi các bạn đi vào ngày rằm đấy, ngày chính ấy, thì khách rất là đông. Thì ở đây mà khi chúng ta quan sát mà từ cái tầm trên xuống đấy, cao xuống đấy, thì thấy cái khung cảnh rất là đẹp. Thì ngôi chùa này có thể nói là cái ngôi chùa mà nó mang nhiều cái dấu ấn trong cái nét kiến trúc. Do cái đặc trưng là cái ngôi chùa nằm ở trên cao, thành ra là khi mà các cái kiến trúc sư người ta xây dựng đấy thì theo cái cách đó là các cái gian thì khá là thấp, bởi vì cái tiết kiệm đấy thì cho tiết kiệm cái nguyên vật liệu, và cũng bởi vì nó đã cao sẵn rồi, thành ra là các cái tầng ở đây ấy thì tôi quan sát thấy là thường là khoảng tầm 2,8 m đến 3 m thôi. Ở trong cái khu này thì cũng có những cái chú khỉ rất là dễ thương, hay là con khỉ mè này, có một đàn khỉ 4 5 con. Mấy chú khỉ con, ba bốn chú luôn. Đây đi. Trời ơi, để ôm chai nước để uống này. Trời đất ơi. Liếm 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 khát nước, khát nước. Khát nước. Ngọt đấy. Đó, ui, bưng lên uống này. Ôi trời, vô. Đâu? Rồi, con cầu bên này thì ngồi sao mà ngồi vắt chân lên này. Em này nhỏ nhất này. Em này nhỏ nhất. Đấy, đó nhỏ. Đó, đi xuống lấy, đi xuống lấy.
lấy đi. Rồi ăn này. Rồi ăn dục dở. Không phải nó muốn có vỏ ấy. Không ăn hả? Nó muốn có vỏ ấy. À. À vậy hả? Có vỏ nó không ăn. Trời khổ ơi đó. Có thành cá không ăn, có vỏ nó ăn. Có vỏ nó mới ăn, không có vỏ. À, có vỏ để nó bóc ra đúng không? Bóc ra. Thì ở trong cái khuôn viên của chùa đấy thì tôi có nhìn thấy một cái tấm bia. Ở trên này có khắc dòng chữ đó là nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết và bà Trần Thị Kim Chi. Thì có lẽ đây là khi mà ngôi chùa xây dựng ấy thì có sự đóng góp của hai vị này. Thì theo như sử sách để lại đấy, sách sổ để lại thì ngôi chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ 17 do cái thiền sư Khấn Long ở trên bước đường Vân Du Hoằng Pháp ở trên đồi Châu Thới đã nhìn thấy cái cảnh sông núi hữu tình. Nhà sư đã cất một cái am nhỏ để tu tịnh. Thì sau một cái thời gian ấy, thì cái am thảo am này được gọi có mấy cái tên đó là chùa Hồi Sơn. Và cuối cùng ấy thì đổi tên thành là chùa núi Châu Thới. Những ngôi chùa này ấy là một cái địa điểm du lịch là thu hút rất nhiều cái khách thập phương tới tham quan. Bởi ở đây là có cái không gian là khá là huyền ảo. Cái đặc biệt đó là vào cái dịp sau Tết ấy, vào khoảng 14 tháng Giêng ấy, thì ở đây có một cái lễ rất là đặc biệt, đó là cái lễ dành cho những cái người mà có căn. Thì những cái người có căn ở tất cả thập phương người ta tới đây để cúng. Và ở đây thì còn có, nếu mà cái người nào mà có căn mà chưa có ra trình ấy thì cũng nếu mà tới đây xem thì cũng rất có thể là bị ốp. Hay thì đây là một cái lễ cũng khá là huyền bí, cũng rất là hấp dẫn những cái khách thập phương. Thì nếu quý bạn mà ở khu vực gần đây thì có thể đến đây để tham quan. Cái khung cảnh ở đây cũng rất là đẹp, rất là hữu tình.